Như chúng ta đã biết, hố đen là kết quả từ cái chết của một ngôi sao khổng lồ gấp nhiều lần mặt trời. Khi ngôi sao này bước vào giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa, nó sẽ phồng lên, mất dần khối lượng. Cuối cùng, một vụ nổ khổng lồ sẽ đánh dấu sự hủy diệt của ngôi sao đó. Lõi của ngôi sao khổng lồ có khối lượng lớn gấp nhiều lần mặt trời sẽ bị nén vào một điểm rất nhỏ. Điều đó khiến cho nó có một trường hấp dẫn khổng lồ. Ngay cả ánh sáng cũng bị bẻ cong và hút vào hố đen. Hố đen hút tất cả mọi thứ tiến đến gần nó. Vậy bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi, những vật chất sau khi bị hố đen hút vào, chúng sẽ đi đâu? Hay có thể, hố đen là một cánh cửa dẫn sang một vũ trụ khác chăng? Một câu hỏi khác nữa, điều gì đã xảy ra bên trong lòng hố đen? Vật chất có tích lũy đến vô cùng bên trong hố đen được không? Theo các nhà khoa học tại Đại học California, trong mỗi hố đen thậm chí còn có thể là một vũ trụ khác lớn hơn vũ trụ của chúng ta. Điều này có nghĩa là mọi hố đen được tìm thấy trong vũ trụ hiện nay, từ nhỏ nhất cho tới lớn hơn, đều có thể là cửa ngõ dẫn tới vũ trụ mới. Theo lý thuyết này, một hố đen có thể được sinh ra như một đường hầm, hay nói cách khác là một loại lỗ để đi lại giữa các vũ trụ trong thuyết đa vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng những vật chất bị hút vào hố đen không hề bị vỡ vụn như quan niệm trước đó, mà có thể nó sẽ trôi dần sang bên kia và vào vũ trụ mới thông qua một hố trắng. Giả thuyết mới đã được trình bày rất kỹ lưỡng tại tạp chí chuyên ngành Physics Letters B bởi nhà vật lý học Nicodemus Plavsky. Dựa trên một mô hình toán học mới về chuyển động xoắn ốc diễn tả vật chất sẽ ở trạng thái nào khi rơi vào hố đen. Theo phương trình, những hố đen này không khác gì một cái lỗ, đóng vai trò là điểm kỳ dị không thời gian, như nhà khoa học kỳ cựu Albert Einstein từng đề xuất. Những điểm kỳ dị không thời gian này không hề hoán chỗ, nhưng có mật độ vật chất cũng như độ cong của không thời gian là vô cùng tận. Những điểm kỳ dị không thời gian đó được tạo ra bất kể khi nào vật chất ở một vùng nhất định trở nên dày đặc quá mức và được tin là xảy ra ở trung tâm siêu dày đặc của hố đen. Cách hiểu này đã được hậu thuẫn bởi rất nhiều bằng chứng, nhưng không ít nhà khoa học trên toàn cầu vẫn cảm thấy nó khó tin, chứ chưa nói là công nhận. Tuy nhiên, nếu giả thuyết này là đúng, các nhà khoa học sẽ sớm khỏi cảm thấy hoài nghi về lý thuyết trên. Theo các công thức toán học mới, vật chất rơi vào một hố đen rồi sau đó bị cho là hủy diệt, thực chất lại được tống vào trong sâu hơn và cuối cùng biến thành những vật chất cấu thành các sao, giải thiên hà, hành tinh trong một thực thể hoàn toàn khác so với vũ trụ của chúng ta. Việc chấp nhận hố đen là một loại hố dẫn tới vũ trụ khác có thể giúp nhân loại giải đáp rất nhiều bí ẩn trong vũ trụ học ngày nay, trong số đó là vụ nổ Big Bang. Theo các nhà khoa học, vũ trụ bắt đầu từ một điểm kỳ dị không thời gian. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể lý giải thấu đáo về việc làm sao một sự kiện như vậy lại có thể tạo thành vũ trụ hiện nay. Nếu vũ trụ của chúng ta được tạo ra bởi một hố trắng thay vì một điểm kỳ dị không thời gian, thì nó sẽ giải quyết vấn đề về điểm kỳ dị không thời gian của hố đen cũng như xung quanh vụ nổ Big Bang. Có một điều thú vị là lý thuyết này không chỉ lý giải được vấn đề che phủ Big Bang mà còn giải thích được vụ nổ lớn thứ hai trong vũ trụ này sau Big Bang là Gamma Ray Burst. Gamma Ray Burst được cho là đã xảy ra bên rìa vũ trụ hiện tại và được tin là có liên quan trực tiếp đến vụ nổ siêu tân tinh tại các thiên hà xa xôi. Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của chúng lại vẫn còn là điều bí ẩn đối với giới khoa học hiện đại. Giả thuyết của nhà vật lý học Nicodemus Plavsky có thể giải thích về Gamma Ray Burst. Lý giải cho chuỗi nổ này về thực chất có thể được phát ra từ những vũ trụ khác. Vật chất có thể trốn thoát khỏi vũ trụ của chúng ta để sang một vũ trụ khác thông qua những hố đen siêu lớn nằm tại trung tâm các dải thiên hà. Giả thuyết này nghe có vẻ khá hợp lý, tuy nhiên vẫn đang gây tranh cãi. Nhiều nhà khoa học cho rằng để thử nghiệm nó là điều không thể. Điểm mới mẻ ở đây là giải pháp về một chiếc lỗ như cửa ngõ thực sự dẫn tới vũ trụ khác thông qua hố đen để sang một vũ trụ hoàn toàn mới. Giả thuyết vẫn chỉ mang tính phỏng đoán và việc kiểm chứng nó với một hố đen lại gần như bất khả thi. Nhiều nhà khoa học thấy giả thuyết rất thú vị và biết đâu ngày nào đó nó có thể được chứng minh là đúng, nhưng nó vẫn chưa thể lý giải rõ về sự hình thành của vũ trụ chúng ta. Theo chuyên gia vật lý học Andreon Breg, cũng tại Đại học California nhận định, giả thuyết này vẫn chưa giải thích được về sự ra đời của vũ trụ bố mẹ, vốn sinh ra những vũ trụ con cũng như các đặc tính của chúng. Và thực sự có một số vấn đề chúng ta vẫn đang nỗ lực lý giải và hiện chưa rõ lý thuyết này giúp giải quyết câu hỏi về nguồn gốc vũ trụ sơ khai ra sao.
vũ trụ thực sự ẩn chứa quá nhiều bí ẩn và một số giả thuyết được đưa ra dù rất thú vị. Tuy nhiên, vẫn phải cần con người kiểm chứng mới được công nhận, và trên thực tế có những điều không thể kiểm chứng được với trình độ khoa học hiện tại. Như trước đó vừa mới đề cập, những vật chất bị hút vào hố đen không hề bị vỡ vụn mà có thể chúng sẽ trôi dần sang bên kia và vào vũ trụ mới thông qua một hố trắng. Để hiểu rõ hơn về giả thuyết này, trước tiên chúng ta cần hiểu về hố trắng. Hố trắng là thiên thể đối ngược của hố đen. Nếu hố đen cuốn hút vật chất thì hố trắng bức xạ vật chất. Nếu thấy một thiên thể phát ra những luồng vật chất thì đó là những hố trắng. Vật chất chỉ đi vào được hố trắng khi sở hữu một năng lượng khổng lồ. Theo các nhà vật lý, hố trắng là giai đoạn cuối đời của hố đen. Vật chất và năng lượng bị cuốn hút vào hố đen lại tái đột sinh và phát ra từ một hố trắng. Hiện tượng này xuất phát từ lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng lúc quantum gravity và trả lời được hai câu hỏi quan trọng. 1. Điều gì đã xảy ra trong lòng hố đen? Vật chất có tích lũy đến vô cùng trong hố đen được chăng? 2. Chung cuộc của một hố đen là gì? Như ta biết, hố đen có bức xạ Hawking, nó làm cho hố đen trở thành nhỏ dần, song sau đó là gì? Thì chưa ai biết được. Thuyết tương đối rộng đã giải thích được về sự tồn tại của hố đen, song chưa giải thích được hai câu hỏi đó. Theo thuyết tương đối rộng thì mật độ vật chất sẽ tiến đến vô cùng và ta có một điểm kỳ dị. Đến đây thì thực tại dường như biến mất. Song kết luận này dường như không đúng, vì tại đây chúng ta đã phải rời khỏi thuyết tương đối rộng và cần đến những hệ quả của lượng tử của không thời gian. Hay nói cách khác, cần đến lý thuyết lượng tử của hấp dẫn. Người ta cho rằng các hiệu ứng của hấp dẫn lượng tử sẽ làm biến mất các đại lượng vô cùng, do vậy làm biến mất các điểm kỳ dị. Do đó, ta có hai lý thuyết thích hợp để nghiên cứu ở đây. 1. Lý thuyết dây. 2. Lý thuyết lượng tử vòng, vốn xem không thời gian cũng phải tuân thủ các hiện tượng lượng tử. Những quan điểm lượng tử không những chỉ điều khiển các hạt mà còn điều khiển cả không thời gian. Lý thuyết lượng tử vòng được phát triển từ năm 1980, không thời gian sẽ gồm bằng những quanta hay chính là lượng tử. Và trong kích thước lớn, mạng quanta sẽ là một continuum tiến triển theo thuyết tương đối rộng. Chúng ta không thể bỏ qua cấu trúc gián đoạn của không thời gian. Vì thế, các tiên đoán của lý thuyết lượng tử vòng sẽ cho những kết quả khác với thuyết tương đối rộng cổ điển. Không thời gian gián đoạn này sẽ dẫn đến một hệ quả là không tồn tại điểm kỳ dị, một thể tích vô cùng nhỏ với một mật độ vô cùng lớn. Theo tác giả Rob Ely chứng minh rằng mật độ sẽ rất lớn song không là vô cùng, một đối tượng thiên thể gọi là sao Planck thay vì một điểm kỳ dị. Mật độ sao Planck là mật độ tối đa trong vật lý. Và điều gì sẽ xảy ra nếu vật chất tiếp tục bị hút vào hố đen? Câu trả lời là vật chất chỉ có một con đường là nhảy bật khỏi đó. Lý thuyết lượng tử vòng cho phép không thời gian tạo nên hiện tượng nhảy bật đó và như vậy tạo nên một không thời gian mới, thay đổi không thời gian của hố đen. Điều đó chứng minh rằng, trái ngược với những điều suy nghĩ trước đây, tồn tại khả năng một hố đen biến thành một hố trắng trong tương lai sau khi vượt qua một pha lượng tử. Với một hiện tượng tương tự, xét một quả bóng rơi xuống đất và dội ngược lên, giai đoạn dội ngược lên sẽ là giai đoạn tương tự biến hố đen thành hố trắng. Các nhà vật lý chứng minh rằng hố trắng tạo nên ở ngay vị trí của hố đen ban đầu. Có một thời điểm chân trời sự kiện, hố đen biến thành chân trời sự kiện hố trắng. Năm 1920, người ta đã biết đến hiện tượng đường hầm giải thích phóng xạ alpha. Trong hạt nhân nguyên tử, hạt alpha không thể vượt qua thế hạt nhân, tạo nên từ tương tác mạnh và điện từ tác động vào hạt nhân. Song nhờ hiệu ứng đường hầm mà hạt alpha có thể lọt qua và bắn ra ngoài. Điều đó đã chứng minh được rằng là sự chuyển biến hố đen thành hố trắng là khả dĩ nhờ hiệu ứng đường hầm trong khuôn khổ của lý thuyết lượng tử vòng. Kịch bản hố đen biến thành hố trắng dễ dàng giải quyết vấn đề thông tin rơi vào hố đen có bị mất mát chăng? Ta thấy rằng khi hố đen biến thành hố trắng thì mọi đối tượng, kể cả thông tin rơi vào hố đen sẽ theo hố trắng mà thoát ra ngoài vũ trụ. Có thể những vật chất, những thông tin ở vũ trụ của chúng ta khi bị hút vào hố đen sẽ theo hố trắng thoát ra ở một vũ trụ khác. Có thể vũ trụ của chúng ta được tạo nên từ một hố trắng. Tất cả những gì hiện hữu trong vũ trụ của chúng ta đều có thể đến từ những vũ trụ khác.